Xin chào quý vị, hiện tại thì Việt đang đứng ở một vị trí rất là đặc biệt ở thành phố Toronto của Canada. Việt đứng giữa hai tòa thị chính và phía trước mặt chúng ta thấy đó là tòa thị chính mới được xây dựng từ năm 1965 và hoàn thành vào năm 1967. Phía trước mặt thì mình thấy sẽ có một cái chữ Toronto rất là to và nhiều màu sắc được gọi là Toronto Sign. Và ai mà đến thành phố Toronto thì đến đây để chụp hình. Mình thấy có rất là nhiều những tòa nhà chọc trời đúng không ạ? Hiện tại Việt đang đứng trên khu vực đường Queen Street, con đường chính trung tâm của thành phố Toronto. Toronto có thể gọi là thủ đô tài chính của đất nước Canada, dân số khoảng 2,7 triệu người. Và đây chúng ta thấy một cái tòa nhà rất là cổ được xây dựng bằng đá. Mình đến coi thử tòa nhà này là gì ạ. Mình sẽ quẹo qua đường này. Vâng, đây chính là tòa thị chính cũ được xây dựng từ năm 1889 và hoàn thành vào năm 1899, cao 340 feet, khoảng 103 hơn 103 mét, và vào thời kỳ của nó là một trong những cái tòa nhà cao nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Hiện tại thì đây là tòa thị chính cũ thì được bảo tồn và giữ gìn rất là nguyên vẹn, rất là đẹp, là một trong những cái đặc trưng của thành phố Canada. Đây là tấm bảng Toronto Old City Hall. Ai lấy cái chữ L rồi?